Chào mọi người, mình là Bami. Ok, chào mọi người, mình là Nga. Thì hôm nay lâu lắm rồi mình mới quay, mình với Bami sẽ quay trở lại với game rap. Rồi mọi người thấy không, lâu lắm rồi mình mới nhớ là cái bè thân thương. Cái này đâu gọi là cái bè nữa, cái này gọi là cái gì ta? Hồi trước con nói là cái gì con quên rồi. Nói chung là đây chơi cho mọi người xem. Đó, đây, cái phà, cái đó. Bè, nói chung là cái thuyền, cái bè của mình đi. Đó. Đấy, đó mọi người thấy chưa, lâu lắm rồi. Bây giờ nó mới có cập nhật mới mọi người ơi. Bây giờ là tôi với Bobby sẽ đi tới Caravan Town. À, thì cái địa chấn đó thì bây giờ mới update lên nha các bạn. Lâu lắm luôn á, thì cái địa chấn đó. Đúng rồi. Đẹp hay không luôn á. Chào mấy bé, chào mấy bé, mấy bé có nhớ anh không mấy bé? Mấy bé có nhớ anh không mấy bé? Trời trứng quá trời nè Bobby. 8972. Đậu phộng kìa thúi. Ở đâu? Đây nè, mày ghi nè. À, cái phòng đó hả? Không phải cái phòng mà con quỷ nó ghi nè. Con quỷ cái bảng tên nè. Bạn đâu rồi, bạn đứng đâu vậy? Nè, đang đứng ngay cái chỗ con dê nè ba. À. Cái bảng tên mình ghi là Kia Thúi kìa. Thì đúng rồi. Mày mắc thì tao ghi Kia Thúi chứ sao? Thứ gì á. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ lên nhập mã thôi. Và mi chuẩn bị. Đợi xíu coi, nó đọc lại cái 6534 6534 6534. Ôi, chết 6534. Tỉnh nào đi trai. Lâu quá tao không chơi con quýu luôn á. Rồi, ok, 6 5 6. Rồi chuẩn bị nha. Rồi, 6 5 3 4. Rồi, quay đầu Bami ơi, quay đầu là bờ, quay đầu. Mày nói quay xe đi. Quay xe. Ủa, tao bà cái này cái bè ba ơi, xe đâu ra xe. Alo, quay bè, ông nội quay nhanh đi, hết pin rồi. Ủa, lộn. Đi mở neo xuống chi, đợi xíu. Mở neo lên, bỏ neo lên chứ mà bỏ neo xuống nha. Đúng rồi, tao làm đúng rồi đó. Rồi, bây giờ là quay xe đúng không? Để động cơ lên. Quay bè, chưa, khoan bật bè, khoan bật động cơ. Đúng rồi, nó đúng rồi, nó đang quay đó. Rồi, ok, thẳng đường, bật động cơ lên, let's go. Rồi. Sắp tới rồi, từ từ. Cắt. Gì mẹ. Động cơ gì thấy ghê vậy. Có ai đứa nào bật động cơ lên đâu. À, động cơ hết pin rồi nha, đó, bật rồi đó. Này là bật chưa? Ủa, hết xăng rồi hả? Ủa, xăng còn nhiều mà. Ủa, Phạm Y, xăng còn nhiều mà Phạm Y. À quên, tao quên kéo động cơ. Trời, cho nó chạy tới trước á. À, rồi, ok, tao quên kéo động cơ. Lâu quá không chơi, tao quên kéo cái phần kéo động cơ. Thì cần chứ. Kéo nãy giờ nè, rồi ok. Ê ba mi ơi, tao quên luôn cái cách ráp hết trơn rồi ba mi ơi, bây giờ tao không nhớ gì luôn á ba mi. Ủa, cái này đáng lẽ ra phải bật một bên thôi nó mới ấy chứ ta. Đâu bật. Nó có đang quẹo lại không vậy, coi thử coi. Không, nó đang đi đúng đường á. Ê mày đừng có quay lộn nha. Đó, đi tới nè, quay tới. Ok, vậy đúng rồi, đi đúng rồi, đâu lo đâu. Ừ, bây giờ nó mới nói mày nhìn cho coi sao, để tao lên cho tao ngó được coi. Không có, tại vì bây giờ quan trọng là nó sắp hết xăng rồi. Thì làm nhiên liệu cho nó đi. À, cục cứt bò, phải cục cứt bò, thịt bò. Cục thịt á. Nói chung là thịt nó gì cho nó lên. Nói chung là ủ để nó ra dầu, nhưng mà bây giờ tao nhớ là tao với mày đâu còn cái gì để mà ủ nữa đâu. Hết sạch rồi, đồ ăn giờ đâu còn nữa đâu, đồ ăn giờ để dành nữa ba. Tao thấy con biển đổ rơi đó quá trời, mấy cái thùng kìa lắm đi. Có nè, có thịt của con gì nè còn nè. Nhưng mà bây giờ tao phải để dành chứ bây giờ. Ê, hào thế. Có dưa hấu, ôi có watermelon seed nữa nè. Vãi nồi. Để ông coi còn gì hót nữa không ta. Hết rồi, không còn cái gì hót luôn á. Lâu quá rồi, không có chơi nên không có nhớ gì luôn á trời. Bèo giạt mây trôi. Để coi còn cái gì hót không. Ủa, à còn như một cái túi nè. Ace. Trời ơi là trời. Hôm trước không biết cô rap mấy cái này để làm gì nữa. Vậy mẹ mày bắt con chi vậy mẹ? Con cái cái đầu mà tao bắt con. Trời ơi, cung gì con say quá trời vậy trời. Cung rồi mấy bắn súng rồi tùm lum hết nè. Đinh đồ này nọ, đinh mụn nhọt thì tùm có lum. Nhiều lắm, nói chung là đợt trước là tụi mình lụm đồ nhiều lắm các bạn. Lụm đồ để dành, nó làm cứu rồi môn cho ra đi lấy chồng. Cào lao nữa rồi đó. Tao lấy mày cào lao rồi đó. Khoan đợi xíu để coi thử coi đi đúng đường chưa. Ôi đúng đường rồi, nhưng mà coi thử còn xăng không vậy. Còn xăng, ráng đi tới đảo, biết được không, nó vô đảo rồi mua xăng xong. Tại vì bây giờ không biết đảo này là nó có người không hay không nữa nha mọi người. Đảo này nó rất là xa, tới 1000, còn 1500 cây số nữa mới tới. Mà nãy là mới thấy bên kia nó có cái hòn đảo nữa kìa, mà bây giờ xa quá rồi.
Hả? Sao Mẹ, vậy? ngàn rưỡi hải lý mẹ. Tại Ngàn vì mà rưỡi. mẹ cái cây số. Ngàn rưỡi hải lý là nhiêu cây? Là mày quên hoài luôn á. Ê, Bami, 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 tới rồi kìa Bami. Đâu, 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 quay Rồi, trên đi xuyên đảo rồi, đêm nó cuối thấy cùng rồi, cũng thấy tới rồi. Vãi nơi. Sắp lấy được thị Ôi, trấn rồi, ơi, sắp sao có nó người cao được dữ cứu rồi. vậy? Cái thị trấn này sao nó cao dữ vậy, nó bự dữ Ôi vậy? chú cha sao Mà nó, ủa sao nó dốc dữ vậy ta? Cái thị trấn gì mà trên thành. Tao thấy nó ủa trên cao, trên trên nó ủa nó xây gì ngộ vậy ta? Hay Ê. là nó xây trên mấy cái đỉnh núi? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khoan khoan đợi xíu nha, đợi xíu nha, con đang đi coi. Chuẩn Trên bị, trên đây chuẩn bị cập 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 bến nha. Ok. Nó không biết có bị người da đỏ ăn thịt người không ta? Ê, cái thị trấn này Ok tao nghĩ ok là không tới mức mà da đỏ làm được cái thị trấn này đâu, khỏi lo. Mày lo Rồi, xa tắt không quá. trái nha, tắt không trái nha. Hả? Tắt không trái nha. Trái hả? Cặp không trái hả? Rồi, cặp không trái nha. Ok. Có cái đường đi lên. Wow, bự vãi nồi. Có tử đâu, nó nhỏ lắm chứ ai về nguyên cái hòn đảo bự luôn. Update gần cái năm trời nghĩ sao đảo nhỏ ba. Cũng có thể nha. Hợp lý, hợp lý. Đảo Nói lại hợp lý vừa lời. mà nhỏ là trời ơi, update đâu lắc đâu lơ mà nó đã xíu. Đúng rồi, lúc Lắc đó cái là gì lúc 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 đó là chửi cho sướng luôn á. vậy? Cũng cái mỏ hay không rồi. còn Rồi còn rồi, còn xăng không vậy? né né qua phải chứ mình lên trên mình nhảy xuống nhà là luôn. Còn xăng nha, còn xăng nha, xăng vẫn còn nhiều nha. Good, good, good. Từ từ, tới Cậu xe quẹo đó. nha, cậu quẹo nha, cậu quẹo Đâu? nha. Quẹo trái đi, rồi qua phải xíu, qua phải xíu. Rồi 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 Qua rồi. phải. Tắp lên cái nhà của họ luôn, tắp lên Tắp cái lên nhà cái của họ gì? luôn. Có cái bè kìa, như tắp lên cái nhà chị ba. Ở lộn, Rồi mình lên, nó mình có cái đang hoạt bến động kìa. luôn. Rồi ta tắt động cơ nha. Ừ, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Đụng chưa, đụng chưa, đụng chưa. Đụng rồi, Rồi đụng nó rồi, đang đụng tắt luôn động rồi, đụng cơ luôn rồi. rồi. Bự Hạ bự neo. bự đang tắt động cơ. Hạ neo, hạ neo. Rồi ok, Tuấn ơi, tắt Ôi động cơ trời rồi, ok ơi, tôi rồi. tới nơi rồi. Ở đây có người không? Ở đây có ai không? Ôi, cái gì vậy? Ủa, Trời trời ơi, con hạ neo rồi ông nội. mày mày không nói tao chạy tao tắt động cơ Có tao đi nói vô là tao mới hạ có đi có đi có hạ neo rồi. Ok, đi nè, rồi vô vô rồi vô 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 vô. Ủa, cái mặt kháng Ê, hết cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha, Bami trên này là nó có con quái vật mới á. nhưng mà ý là ở trên này không biết có ai ở không nữa. Ủa mày đi đường nào qua đó nhanh vậy? Tao đi đường tắt dài, đường chính mấy chục cây á. Thôi nó đi đường nào qua đúng nha luôn á, nãy giờ mình tưởng rồi là mình đi trước ai về. Trời ơi, Caravan Town nè. Banda Má dẫn mày Kali tính ra gì không? Kafila. Banda Kafila là cái gì ta? Cái gì vậy mẹ? Kìa, Kafina ta hả? thấy có cái có cái tấm bảng gì nó treo kìa. Nói chung là mình sẽ lên đây mình coi cái đây là tại sao nó lại hoang sơ hoang tàn tới như vậy. Thường là trong này là nó sẽ có những cái blueprint cho những cái vật dụng mới á, nên là vô đây là chắc chắn mình sẽ lượm được những cái vật vật dụng mới. Có mấy cái xe túc túc trong BVG nữa nè. Đâu đâu? Bị hư làm thành cái nhà. À. Ủa mở mở cửa được nha Phong, mở cửa được, mở cửa được. Thì mở được mà tao lượm đồ nãy giờ nè. Có một cái biofuel. Tao lượm được một cái biofuel Phong ơi. Dạ, lựu đạn nó đóng cửa này luôn. Biofuel là gì? Biofuel là cái dầu cho động cơ á. À ok. Vô 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 gần nhà nha, vô gần nhà mở cửa nha. Cái nhà nào mà nó có chữ mở cửa là mở được á. Ủa này mày vô chưa? Nhiều ngày rồi tao cũng về, không liên lạc được gì cả. Vãi Không liên lạc được nồi. gì vậy? Cái gì vậy, mày đâu Mày vậy? vô lục đồ đi, có giờ nó cắn chết mày đó nha. Ok. Đó, vô nhà chung Ủa nhà này là có người vô, ủa mấy cái nhà này mày vô hết rồi hả? Không, không, tùy căn à, đang vô mấy căn bên trái nè. Ok, vậy thôi cứ Thấy đi. này nó xây ngộ À. bên cái dốc núi mà nó xây nó cứ vén sắt lên bắt đầu nó xây 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 xong nó làm đều nó đắp Ấy, lên đó. tao không biết nó xây bằng kiểu gì luôn á. Mà nặng nặng lên nặng nặng ái như mày vẫn đứng được mà không sụp là ok rồi. Bớt 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 bôi nhỏ chế đi nha. Ôi quên, mày BD làm gì có ái. Mày cào lao nữa. Ok, Cái thằng chưa vợ mà nó ăn cứ nấu bậy hoài. mang tính mà bản tính càng nghĩa đúng không? Vãi cái cà khịa. Mental around, mũi tên bằng sắt. Có luôn hả? Ê, còn lượm được một cái miếng gì nè. Một cây mushroom. À, một cái dĩa nấm hay là một cái trái nấm gì đó. Chắc là Ăn ăn cái đi, được. ngộ độc thấy bà không? Không, chắc là ăn được, chắc là ăn được. Nấm người ta để trong nhà mà, cất người ta cất cất tủ mà. Thì người ta cất rồi, tại sao người ta không ăn mà ta bỏ đi đúng không? Tại sao người ta không Không, người ta ăn ăn chưa theo? hết Người ta ba. Mày cứ vậy để không? ăn chưa hết thì mang theo chứ để lại cho mấy đứa nhưng mà nó lụm nó Tao ăn nghĩ chắc là bị cái thằng cái thị trấn này nó có vấn đề gì đó nên là người ta mới bỏ đi. Có xả nước nè, có xả nước nè, y
này xả nước giống như hồi xưa mày. Ê, Bobby. Con chim. Đâu, con người thêm đâu. Con chim thả đá đó nhớ không? Con chim thả đá đó nhớ không? Con quỷ á, con đại bàng điểu á. À. Ê, ở đây có mấy cái bồn nước nè mày. Có luôn hả? Nó bị rớt cái ống ra rồi. Ôi ơi, một cái mũi tên. Chuẩn bị đi bắn nó được rồi đó. Ây da. Trời. Nó thả đầu mày đúng không? Ơi, đứng ngay mà không bị dính đá, con nó con quỷ chim. Tao nói rồi mà, không nghe. Trời ơi, thấy đứng từ xa tao tưởng nó không để ý tới tao, ai ngờ. Thôi nó dễ gì mà nó không để ý tới mày ba. Miếng mồi ngon gì mà nó không để ý. Thiệt tình. Thư cấu vừa thôi ba mi. Lâu quá không chơi quên luôn cái cung tên nó làm sao luôn. Trời đất ơi. Cái cung á hả? Hay là cái mũi tên? Cái cung mũi tên lụm được rồi. Ồ, bây giờ làm sao để đi qua kia kìa? Ok, con thấy đường qua rồi. Ba mi. Ủa đây đồ hộp quá giờ rồi mày. Có lấy được đâu. Cái đó là hàng trưng bày không xài được. Ba mi qua đây nè ba mi. Ơi. Ai mi đem quanh rít. Qua đây nè. Ồ. Trong này nó có một cái zip. À. Ôi, cần 3 cái zip lại bắt hả? Zip 3 cái zip lại bắt mới lấy được. Có một cái nốt mới nữa nè. Zip là bắt nữa hả? À. Có ba phải à vậy là phải đi lượm rồi, lượm cái zip lại bắt rồi mới lên trên này. Ê, thiệt tình chứ. Ôi, ở đây zip lại bắt quá trời luôn. Hiểu rồi đó. Rồi ok. Rồi, Vami xuống đây nè, Vami xuống đây nè. Chứ là bắt lại cái đồ tụt dây giống hồi nãy không? Đúng rồi. Ở đây có con cá nè. Ở đâu? Nè. Đâu? Chứ là bắt bên kia tụt qua bên đây. Nhưng mà ý... Đâu bên đây tụt xuống dưới. Không, nó phải cần cái zip lại bắt luôn. Có nghĩa là tao với mày phải đi lượm đủ đồ để chế tạo cái đó đó. Rồi mới làm được. Trời, hồi nãy tao nói rồi. Quê, rớt nha Vami, rớt. Tại sao không nói nhanh một chút đi? Đội mang rớt rồi thì mày mời nhắc. Tao nói có kịp đâu. Không biết lên làm sao đâu. Dưới đây không có cầu thang để lên. Trời đất mẹ, có chiếc xe đạp đó nè. Chiếc xe đạp nó hút nước nè. Trời má ơi, cái này có nhiều cái tục quá vậy. Ôi, nó cập nhật gì mà nhiều chứ gì trời. Sao nhìn nó tiếu luôn á. Ê, có con dê nó nhảy thòn 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 kìa. Bắt nó lên. Khoan, cậu thấy con dê rồi nhưng mà không cứ để nó đi, cậu tính. Cậu đang đi ra đây coi thử nó có gì. Một cái nốt nữa. Một cái explosive powder. Sao mà nhiều dữ vậy ta? Cái explosive powder. Chim đâu? Mày đi ra đây coi. Chim. Nó thả mày mới ghê chứ, nó không thả tao. Tại nó thấy tao đầu tiên. Mày chờ đó con. Tao lấy cái súng nước trong quần tao bắn mày. Trời đất ơi. Mày cất đâu ra cái súng nước trong quần. Cho mày cái súng kia đi ba. Ok. Rồi mày đâu rồi? Đấy, con đang ở trên này, con đang đi lấy đồ. Ố full rồi. Ấy, ủa đồ ăn của con đâu ra nãy giờ mà con không biết vậy? Lụm nãy giờ đó. À, trời ơi, đùi gà đồ ăn quá trời luôn mẹ ơi. Ăn đi Bobby, đồ ăn đùi gà nhiều lắm. Ê, nãy giờ tìm hoài không thấy cái gì luôn á mày. Không biết nó đâu luôn á. Hình như là hồi nãy con có nghe mày nói là có cái gì bơm bơm đúng không? Đúng rồi, nè, cái dòng bơm nước bên đây nè. Đâu, mày đâu? Que rờ vú của mày. À, thấy rồi. Trời đất ơi, mày ăn mày rờ vú cả hoài luôn á, Bobby. Qua đây trời, nhờ rờ vú mà mới thấy á ba. Qua đây. Nè, mày coi cái giò này giống Weaver, Ủa là diêu được nè, sao mày không nói là nó diêu được ba? Ô. Thì nãy tao nói tao ấm vô đó. Rồi, co bơm cho mày chỉnh đi, ok. Rồi, bơm đi. Ồ, chỉnh chưa? Bơm đi, tao coi nó vô. Rồi, dính rồi, nó chạy qua đây nè, Bobby, đây nè. À, đây đúng không? À, ok, rồi, ok, mày canh nha, coi thử vô được chưa nha. Bơm đi, để coi nó dẫn đi đâu. Rồi, nó vô chưa? Rồi, vô. Nó vô đâu vậy? À, nó xuống dưới này nè. Nó có đường ống dưới này nè. Rồi, ok. Rồi, chỉnh đi nha, rồi, xong chưa? Rồi, ok. Ủa, nó bơm vô đâu? À, con thấy cái lỗ rồi, ok. Vô luôn. Vô chưa? Rồi, đúng rồi, rồi bơm tiếp. À, có một cái giếng dưới đây nè. À, ok, con thấy giếng rồi. Rồi, con bơm nha, khi nào đầy là hú nha. Ok, ta thấy có đồ dưới đó đó, ngon lành cành đào. Ủa đó, vậy mà nãy giờ con đi, nãy giờ con không biết chỗ đó có giếng luôn mày. Đâu phải không?
nãy giờ tao ngồi tao nghịch nước mới ghê, tao ngồi thấy cái cây nó mắc cười tao ngồi tao bơm bơm bơm. Vậy mà nãy giờ không nói ba. Hồi nãy tao có nói đó. À quên nói mà tao không để ý. Full chưa, đầy chưa? Rồi ok rồi, pick up zip lại tắt. Yeah. Ủa nhân 1 hả? Nhân 1 đúng không? Ờ nhân 1, nó không có nằm trong túi của tao đâu, nó nằm ở trong cái á. Biết rồi. À zipline park nè, zipline park nè. Rồi lên trên, lên trên thử coi. Coi thử coi nó cần mấy cái. Lên đỉnh đi, lên đỉnh. Lên hướng này nè, Vami, lên hướng này nè. Rồi. Cái đó lụm chung đúng không? Đúng rồi, lụm chung hết. Rồi, ok, giờ là bây giờ mình phải lên trên kia để mình coi thử coi cái zipline park này nó sẽ cần mấy món. Xuống. Đây, tới rồi. Hình như trên này là nó có cái chỗ mà để thiết lập cái để tạo cái zip hay cái gì đó. Ok, thấy nó rồi. Cần 3 cái zip lại bắt lận. 3 cái lận Bami ơi, 3 cái lận. Đi tìm tiếp. Rồi đi nào Bami. Cái miếng thứ hai là tao thấy cái chỗ này nó có cái chỗ này lạ lắm nè. Tao nghĩ là chắc chắn cái zip lại hai của nó sẽ nằm ở dưới đó. Cái miếng tiếp theo nó sẽ nằm ở dưới đó. Hả? Mọi người thấy không, trời tối không làm được gì, bây giờ đi ngủ một cái tỉnh lại cái tự thông minh liền. Vãi cái thông minh. Đây nè Bami, con nhớ là bên này nè. Nhưng mà phải bơi một chút nha, chịu khó bơi một chút nha. Chứ không bơi là không có qua được đâu. Đói quá không cho đi rồi. Vãi cái đói. Đang lớn. Cố lên Bami ơi, cố lên. Ủa chứ mày đồ ăn mày đâu? Đang ăn vừa. Trời, vừa ăn vừa bơi nữa ông nội. Đây. Hồi nãy là tôi thấy cái này nè mà tôi không biết cái này là cái gì nè. Ra đâu quê. Đây nè. Hai chiếc xe đạp. À, đó, nên là mình có làm được một cái bình dưỡng khí nè, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó thử. Mày đứng ở trên mày đạp thử nha. Đó. Có thấy nè, Bami, mày xuống biển, mày ngó xuống nước mày thấy nguyên cái đường ống nó theo kéo dài nè, mà không biết cái dài đi đâu luôn á. Đúng rồi, kéo dài sâu lắm luôn á. Ok, co đi nha, chúc tao thành công nha. Rồi, tao đi luôn đây, chúc mày thành công. Mày bơi đâu có được đâu ba, tao có bình oxy, tao bơi được. Không, nhiều chuyện thôi, bơi đi, tao đứng trên bờ, tao nhìn xuống là đâu, tao nói với tao coi mày chết ra lộn. Tao coi mày bơi. Dĩ mẹ, thì coi tao chết nữa chứ. Từ, đó, mình chỉ lặn cái đầu mình xuống, hy vọng là coi cái mặt nó không xuống đây được. À, không sao Bami, dưới này có oxy, Bami ơi. Xuống luôn đi, dưới này có oxy nè. Ok, vô thôi, vô hết không khí nha cái. Hàng gì bong bóng nó xì lên. Ê cẩn thận nha, coi chừng con cá mập tới á. Cười. Ôi mẹ ơi, sao sâu dữ vậy? Ôi Bami ơi, thôi mày lên đi, sâu dưới này sâu lắm. Biết được, dưới nó có nữa sao? Hết rồi, dưới này hết rồi. Không đủ đâu. Ok. Ô, con thấy cái gì nè. Rồi, đợi chứ ta chui trong chòi tiếp đó. Rồi xong mày thấy gì mày thấy, đợi chứ nha. Rồi, dưới này có oxy mẹ ơi. Bơi cái là phải có mà. Không, bơi một đoạn dài lắm, mày không đủ sức đâu. Đủ, mày chỉ cần đưa ra con mày đang ở đâu thôi. Chi vậy? Ôi mẹ ơi, cái chỗ nào nó đang ở đâu mà xa dữ vậy ta? Ủa cái nóc nhiều lắm nha Bami, đừng để nó cạp mày nha. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Xa dữ vậy? Tao đi tới cái ống rồi nè, không thấy oxy. Xa lắm. Rồi, thấy cái bình rồi. Chưa vô. Trời ơi, cái này nó đi nhiều chuyện rồi trời. Thôi. Rồi, đi tiếp. Ai dắt đi đâu rồi ta? Từ, tao mới bắn xong con cái nóc. Rồi, tao thấy điểm cuối đèn đường rồi. Rồi đâu rồi, mà okay. Ông dưới này nè. Có oxy không? Rồi, thấy oxy rồi. Từ, cho tao hít cái. Trời, zipline có rồi, Tao mới vừa lụm thêm được một cái miếng gì nữa đó, Bami ơi. Zipline bắt với lại cái chìa khóa vậy đó. Một cái metal detector, yes. Cho miếng thở. Ủa gì vậy? Đâu, không cái gì nó cũng xuống dưới này được hay vậy? Thấy nó ghê. Rồi, mày lụm hết đó hả? Ừ. Rồi lên luôn Bami ơi, lên luôn. Thở miếng là một. Ây á, ai cắn mày vậy? Còn cái đó, còn cái nóc đó. Đau, nhiễm độc rồi. Còn nó mày chết chắc luôn. Không chết, đang trồi lên nè. Kịp không? Tao nghĩ mày không kịp đâu. Không kịp đâu. Không kịp thở, cái gì làm gì cắn. Ôi. Con cái nóc nhiều lắm. Ờ. Ôi Bami ơi, con sắp hết oxy rồi Bami ơi. Sắp hết oxy rồi. Tao còn oxy, tao đang thở nè. Tao sắp hết oxy. Thôi, hết oxy rồi. Hết oxy rồi, vô đây thở liền. Mày có bình oxy dự phòng mà. Có nhưng mà không đủ luôn á.
lên đi lên đi lên đi lên đi rồi lên, ok lên, kịp rồi kịp rồi. Bobby nó bơi không kịp rồi, Bobby sắp chết rồi. Mọi người thấy Bobby không? Tao mà thấy mặt trời. Yeah, con lên rồi. Thấy tao chưa lên á. Ôi trời ơi. Thiệt bạn thấy không? Trời ơi, mình không có oxy mình vẫn đi vào mầm. Phải đi nhiều chuyện chứ các bạn. Ê bên này nó có cái gì nè, bên này nó có cái gì nè Bobby? Đâu đâu đâu. Nè lên được nè. Ê tao tao có được cái máy máy giọt kim loại rồi đó. Thủ. Mày đi đúng nhanh luôn á. Ok, rồi, bây giờ sẽ vô coi thử coi nó sẽ cần những cái thứ gì để mà mình ráp được cái chắc chắn là kim loại nhiều là chắc rồi đó. Ok. À. Bây giờ để Kia nó tìm mà làm nó ráp cái máy giọt kim loại ha. Rồi mình sẽ đi tìm cái mảnh chiếc robot cuối cùng các bạn ha. Ôi mẹ ơi, máy giọt tìm kim loại nó tốn cục pin đâu má ơi, tao học xong luôn rồi. Trời ơi là okay. Chơi một cục pin lần á, không đùa đâu. Có một cục pin là than hoài khổ ghê. Nhưng mà cái máy giò nằm ở đâu ta? Máy giò, máy giò đây, máy giò đây. Một cục pin. Tháo ba. Tháo thở ra cho nó đỡ tốn. À ok ok ok, quên. Đó. 12 miếng nhựa nữa là đủ rồi, 12 miếng nhựa nữa là đủ rồi. 12 miếng nhựa. Yeah. 10 miếng. 11 miếng. 12 miếng, rap. Úi giời ơi. Có rồi Bami ơi, đi nè. Rồi ok, nó rap xong cái máy giò tiền kim loại rồi các bạn. Ủa mà, máy này xài sao? À, mày đi mày dò là có kim loại gần đó nó sẽ hú lên cho mày máy đầu tìm có báo vậy ba. Ê ê Bami, Bami lụm xẻng. À không sao, tao có xẻng rồi. Rồi đi. Nè, có nè, nó có đỏ đèn nè. Đó, 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 càng lúc càng gần nè Bami ơi, càng lúc càng gần. Đó, chuẩn bị lụm được lon sữa ông thọ nè. Chị bớt tào lao đi. Tào lao chứ được. Ủa sao rồi. Khoan, nãy giờ tao chưa thấy gì nhiều hết á. Tao chưa thấy. Tao nghĩ là chắc là phải lên cao nữa Bami, lên cao nữa. Lên đây. Đúng rồi, càng lúc càng gần. Được nửa vạch rồi, còn 5 vạch nữa. Ok, lên đi. Quá gần luôn, càng lúc càng gần luôn, còn 3 vạch nữa. Rồi nó xuống nước nè. Ủa vậy là phải đi xuống nước hả ta? Ủa rồi đi xuống dưới rồi nó xa nữa hả? Ừ xuống. Ơ không phải rồi Bami ơi, không phải xuống như này rồi. Vậy ta chờ ở trên này. Vậy là ở trên đó, không phải dưới này đâu. Ôi sắp rồi Bami ơi. Bami ơi, sắp rồi. Đâu, mày đâu. Đây này, ngay chỗ trên đỉnh này, lên đỉnh đi. Lũ đạn nó lên nó không ú gì hết trơn. Sắp rồi. Sắp ra rồi hả? Sắp rồi. Ra rồi đúng không? Không biết. Ủa đây nó có gì đây? Ủa không phải chỗ này, vậy là chỗ nào ta? Cái con âm binh nẻ đi xuống nước xong rồi dẫn lên là không thấy ở đâu luôn. Tao thấy nó còn một cây nè, một viên nè mà tao không biết nó nằm ở đâu luôn nè. Ủa Bami mày đâu rồi Bami? Gần cái chỗ cao nhất. Là ở đâu? Ủa tính ra tao cao nhất là còn đâu nữa. À, tao thấy rồi chỗ này nè. Ủa chỗ này làm gì? Mày đâu? Đây này mày đâu rồi? Ok. Mày thấp hơn tao. Đây. Đó, cái chỗ này nè, tự nhiên nó có chỗ này nó có cái gì nè mà tao không biết lấy cái gì để đào nè. Trời ơi mẹ ơi. Có luôn hả? Trời ơi. Ủa cái đó là cái gì vậy? Dây thần với lại gỗ thôi mà. Tiếp đi. Affirmary key để làm cái gì coi? Affirmary key. Đâu? Còn đâu nữa không? Tao nghĩ là phải đi lên trên trên cái chỗ kia thử coi Affirmary key để làm cái gì coi. Cái chỗ nào để mà leo lên đó tao quên rồi. Cái chỗ mà trên cao có cái miếng gì đó. Qua đây thử nè. Ồ vãi nồi. Coi chừng rớt nha, nhảy. Rồi qua đây. Rồi ok. Cái chỗ trên này nó có một cái chỗ mà giống như cái gì, cái explosion hay cái gì đó, cái đó thì tao chưa biết. Nên là bây giờ phải qua đây coi thử. Ôi. Cái gì vậy? Ở đây nè. Qua đó là gì? À cái đó là cát thôi, từ cái đó là gì tao quên rồi. Nó cần một cái explosive powder. Explosive powder là ở đâu ta? Explosive powder. Còn chỗ nào nữa không ta? Còn Bami ơi, còn. Cái chỗ báo của tao nó vẫn còn nè.
cái chỗ báo của tao nó vẫn còn nè, cái đèn, cái tín, cái tín hiệu báo. Đi theo, đi theo biển báo của mày đi. Ôi, nhưng mà thôi tao nghĩ là nên dừng tập này đi, tập sau làm, tập sau đi tìm tiếp đi Bami. Phê á. Ờ tìm được 2 miếng rồi đúng không? À tìm được 2 miếng rồi, còn 1 miếng còn lại nữa là mình sẽ đi tìm trong tập sau. Rồi thì hai đứa mình sẽ dừng video này ha, thì tiếp video này thì để lại cho hai đứa mình một like một share. Và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận nhiều tập tiếp theo các bạn ha. Và nhớ comment bên dưới là các bạn có chờ đợi cái tập tiếp theo cũng như cái game rap này không các bạn ha. Bye bye. Bye bye.